Chiều ngày 18 tháng 5, Hội khuyến học xã Lâm Vĩ đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Hội khuyến học huyện, lãnh đạo xã Lâm Vĩ. Hội khuyến học xã Lâm Vĩ hiện có 10 chi hội xóm, 3 chi hội trường học với tổng số 1.423 hội viên, tăng 203 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Kết quả xây dựng các mô hình học tập năm sau cao hơn năm trước. Số người tham gia các tổ chức khuyến học tăng nhanh. Tính đến năm 2023, có 4.028 lượt gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, trên 100% cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 100% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị trên địa bàn đạt danh hiệu đơn vị học tập. Hội đã tích cực tham gia phong trào xã hội hóa giáo dục, góp phần tích cực cùng các đơn vị giáo dục trên địa bàn xã đưa chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp, đỗ đại học năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm, mỗi hộ gia đình trên địa bàn xã đóng góp từ 30.000 đồng trở lên để ủng hộ quỹ khuyến học, đạt 150% kế hoạch. Cùng với các chi hội, ban khuyến học thường xuyên động viên, khen thưởng đối với học sinh và giáo viên có thành tích trong dạy và học đối với 3.197 lượt người với tổng số tiền 358 triệu đồng. Phối hợp tổ chức chương trình thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường với 100 em học sinh đã được xã tiếp sức với tổng số tiền 28 triệu đồng. Hội khuyến học tỉnh và huyện khen thưởng cho 60 em học sinh với tổng số tiền 120 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, hội cũng đã thẳng thắn đánh giá những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ mới. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đại biểu đã bầu ra ban chấp hành hội khuyến học khóa mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Ma Đình Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội khuyến học xã khóa 4, tiếp tục được tiến nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khuyến học xã khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, tổ chức chia tay cho các đồng chí ban chấp hành hội khuyến học khóa cũ không tham gia ban chấp hành hội khóa mới.